Tin giáo sứ bà trà, giáo sứ bà trà đón mừng tân chánh xứ. Vào lúc 17 giờ ngày 10 tháng 11 năm 2018, giáo sứ bà trà vui mừng chào đón Đức cha Du Se Nguyễn Tấn Tước giám mục giáo phận Phú Cường về cử hành thánh lễ nhậm chức chánh xứ của Cha Mi E Hoàng Đô Đốc. Hiệp dân thánh lễ cùng với Đức cha có Cha Tô Ma Đinh Ngọc Lộc giám tỉnh dòng thừa sai Đức Tin Việt Nam. khởi đầu thánh lễ, cha An Tôn Hà Văn Minh quản hạt Phú Cường, công bố văn thư bổ nhiệm cha Mikae Hoàng Đô Đốc làm chánh xứ giáo xứ bà Trà, trong tinh thần phục vụ, tâm tình yêu mến, chu toàn tốt sứ mạng được giao phó, cử hành các bí tích xây dựng cộng đoàn bà Trà trong tình hiệp nhất yêu thương. Sau đó cha tân chánh xứ Mikae tuyên xưng đức tin, lập lại lời hứa khi chịu chức linh mục. Đức cha Giuse trao dây các phép và chìa khóa nhà tạm, mọi người cùng quỳ xuống thờ lạy thánh thể. Trong bài giảng lễ, Đức cha Du Xe nhấn mạnh, hãy nhìn lên trái tim bị đâm thâu đến giọt máu cuối cùng. Đó là bằng chứng Chúa đã yêu hết tình, và đó cũng là kho tàng tình yêu Chúa dành cho nhân loại. Tấm thân tàn tại giờ phút đó nói lên sự tàn ác dã man của con người, nhưng điều đó lại thể hiện tình yêu của Thiên Chúa, yêu đến tận cùng, luôn thương xót và tha thứ. Ngài là Thiên Chúa, là tình yêu. Dù con người bất xứng nhưng Chúa vẫn yêu. Sau phần hiệp lễ, cha Tô Ma Trương Hồng Phúc, nguyên chánh sứ giáo sứ bà Trà, cảm ơn Cộng đoàn đã cộng tác với Ngài trong thời gian qua, xin tiếp tục cầu nguyện cho Ngài. Đức cha Du Xe cũng bày tỏ sự vui mừng khi đến với bà Trà, một họ tắt ra từ giáo sứ Búng, mà nay trở nên đông đúc, lòng nhiệt hành trào dâng để mọi người đến đây đều thấy giáo xứ bừng tươi sức sống trong một xã hội ngày một phát triển. Thánh lễ kết thúc lúc 19 giờ 15, mọi người cùng dùng chung bữa ăn tối và ra về trong niềm hân hoan chào đón Cha Tân Chánh xứ.